Nhận luôn đi. Ghê vậy? Vi Nguyễn hả? Con gái. Em đi gái đúng không? Trời ơi, chó gì nằm đây không chịu đi ngủ đây bè. Hello mấy ông ơi, hôm nay đi chơi khuya. Bây giờ 1 giờ mấy rồi, giờ mới chạy về. Hiện tại giờ Sài Gòn về khuya nên buổi tối sẽ có thể sẽ gặp những anh police. Nhưng mà chúng ta không bàn những cái vấn đề đó, giờ mình nói chuyện khác ha. Giờ cũng đang mở app thử Grab thôi, coi giờ này có ai đi không. Nếu mà tiện đường thì chở về luôn, còn không là thôi. Chứ giờ chở cũng thấy ghê quá. Đường này là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì như cái vlog mà trước mình cũng có nói là sẽ tìm ra một cái trò chơi gì đó, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa biết trò chơi gì hết, cũng không biết làm sao luôn, khó nghĩ quá. Dự định của mình là mình sẽ tặng một vài món gì đó rồi mình đi giao cho từng bạn luôn, nhưng mà tặng cái gì thì mình chưa nghĩ ra. Có một vài bạn kêu mình là ốp gì đi, ốp like gì đó, nhưng mà mình thấy ốp thì sợ là không biết là làm cái gì nên là cũng hơi bối rối. Để mình thử hỏi những bạn mô tô vlog khác rồi xem, rồi mình sẽ hẹn và đến công viên gì đó chơi một bữa, rồi mấy cái thông tin đó thì có thể là mình sẽ up trên Facebook nha. Mấy bạn nào có quan tâm về vấn đề đó thì có thể theo dõi fanpage của mình. Hôm nay để nói về một cái vấn đề. Cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt đâm đuối. Ở đây là cầu Thị Nghè nên các bạn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi ha. Hôm nay mình nói một chút về việc cuộc sống đi. Nói về một chút về cuộc sống. Một chút tâm sự về cuộc sống này nọ. Trước tiên thì mình muốn nhắc lại cái việc mà cái clip mà hôm trước mình đi về ra Vũng Tàu. Mình có nhắc về cái việc mà tỉnh Nhơn Trạch. Thì lúc đó thì mình quên đi là huyện Nhơn Trạch mà nói là tỉnh Nhơn Trạch. Mà lúc đó tự nhiên quên đi. Cái sau khi nói xong thì về nhà mình nghe lại, mình mới nhớ là chết bà rồi. Nhân Trạch này là huyện Nhân Trạch mà mình nói tỉnh Nhân Trạch. Mình có thể cắt cái từ tỉnh đó rồi mình thay bằng từ huyện cũng được, nhưng mình không có để qua được. Nhưng mà mình không có cắt từ đó, mình vẫn để nguyên và mình cho lên blog luôn là tỉnh Nhân Trạch luôn. Nhưng mà ở dưới cái đoạn clip đó mình có để huyện Nhân Trạch. Mình đã ghi lại như vậy rồi, nhưng mà hầu hết những người mà xem clip của mình á, các bạn có thể xem lại cái clip mà bắn tốc độ của mình á, thì tất cả mọi người họ xem vào clip của mình, họ chỉ để ý đến những cái gì mà mình nói sai, để ý đến những cái gì mà mình nói nó không có đúng, rồi họ dựa vào cái việc đó để họ chửi. Ok, mình chấp nhận. Tại vì mình nói sai thì mình chấp nhận thôi. Mà những cái mà mình nói sai đó
mình đã ghi ở dưới và mình biết điều đó. Trước khi mà mình up clip thì mình phải edit clip các kiểu, mà khi edit clip thì mình có nghe hết từ đầu đến đuôi, mình mới soạn ra được, mình mới cắt ghép này nọ. Nên là cái việc mình sau khi mình nói với các bạn giống như bây giờ là mình nói nè, khi mà về nhà mình cũng phải cắt ghép lại, mình nghe lại, mình cắt lại, à cái chỗ nào mình nên nói, cái chỗ nào mình không nên nói. Mình cảm thấy một số người, một số bạn cũng nhiều á, mình thấy cũng nhiều á, hầu hết là cứ soi vào những cái chuyện đó. Và những cái như là mình chia sẻ về vấn đề các bạn đi xa thì các bạn nên để một chiếc xe zin hay là kiếng hay là cái gì đó, thì hầu hết là những bạn đó không quan tâm, mà chỉ quan tâm về vấn đề là mình nói sai và chỉ để chửi thôi. Có nghĩa là vấn đề đó mình đã biết là như vậy và mình đã súp ở dưới, mình đã súp ở dưới rồi, là huyện Nhân Trạch mình đã nhấn mạnh rồi. Nhưng mà các bạn vào xem á, các bạn vào xem đi, các bạn vào xem lại cái clip mà bắn tốc độ của mình á, thì nhiều thành phần, nhiều bạn vô bạn nói tỉnh Nhân Trạch này nọ, mình biết hết chứ, nhưng mà không quan tâm. Những cái tốt á thì họ không nói, nhưng những cái xấu á thì họ lại nói. Ở đời này nó có nhiều cái nó rất là, gọi là nó rất là nó rất là cảm giác kỳ cục lắm. Giống như là cái clip Vũng Tàu mình có chia sẻ một đoạn nhỏ về vấn đề ở cuộc sống này, nó khá là nó khá là buồn về những cái việc như thế này. Mình không hiểu như thế nào, giống như việc mà người đời á soi mói, xấu cũng nói, đẹp cũng nói, làm bất cứ chuyện gì á thì làm tốt á thì người khác ganh ghét đố kỵ, còn người mà làm không được việc á thì lại chửi bới rồi nói đủ kiểu hết. Bạn làm những cái mà nó chuẩn mực với xã hội thôi được rồi, không cần phải lố quá, thì đừng có quan tâm đến những người khác nói gì. Ở đời mình thấy nó khá là mệt mỏi, có quá nhiều thứ đẹp cũng nói, xấu cũng nói, cái quần què gì cũng nói. Nên là mình cũng nhắn gửi đến những bạn, trời ơi sao vậy, giờ làm gì, tối 1 giờ mấy rồi mà giờ còn dậy nữa sao. Chỉ một chiếc xe thôi mà làm tất cả một đoạn đường là sao đây, đứa ra đứa vô, giờ đứng đây làm gì. Má bụi, trời ơi khói bụi, bởi ra đường thì chỉ về kỳ á, chắc cả ký hòm quá. Nguyễn Văn Linh, Quỳnh Tấn Phát hả? Nhận luôn đi. Ghê vậy? Vi Nguyễn hả? Con gái. Chết rồi. Về đâu Quỳnh Tấn Phát ra trời. Để gọi coi. Ơi mấy ông ơi, giờ mà còn có người đi gáp nữa. Em đi gáp đúng không? À, như bạn này bị bể bánh xe hay sao? Ủa mà nó khúc nào Quỳnh Tấn Phát? À, bây giờ đi đường này nào quẹo qua. Trời, 2 giờ đi đâu giờ này vậy trời? Ủa sao lúc đi không đi gáp vậy luôn? À, giờ quẹo lên đây hả? Quẹo lên hả? Nghe
Ở đây là đâu? Quẹo trái nha. Quẹo trái hả? Trời ơi. Trời ơi. Mất phương hướng luôn rồi. Mất phương hướng luôn rồi. Ở đây ha. Ờ. Ai ngờ đâu giờ này còn người đi nữa hay thiệt. Trời không có tiền thổi đâu. Có 20 đó không? Không có 20 hả? Thôi vô nhà lấy đi. Không có tiền ở đây rồi. Thôi đời. Cảm ơn em nha. Rồi trời ơi mấy ông ơi, tôi chở một đoạn đường chưa được 2 cây số nữa mà bạn đã đưa cho mình 50 ngàn. Trời ơi, chó gì nằm đây không chịu đi ngủ đây bè. Phải ra đường này không? Chết mẹ rồi, không nhớ đường rồi. Ôi 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 ôi, come on. À trời ơi. Ôi chết, đường nào đây? À đây. Trời ơi. Tôi chở đâu có bao nhiêu. Chưa đầy. Trời mấy ông ơi, chưa đầy một cây số nữa. Trời đất mẹ ơi. Trời đất mẹ ơi. Đây nè, từ đây qua bên kia. Từ đây kia. Tôi nói chưa đầy được một cây số nữa mà đưa tôi 50 ngàn. Trời đất mẹ ơi. Trời ơi, không biết tin được. Ôi trời ơi, lạ quá. 2 giờ sáng anh thôi, em không bắt máy. Tôi gọi người ta bắt máy. Trời ơi, 2 giờ sáng thiệt chứ. Giờ này mà nếu mà một cái bạn nào đó, bạn nam nào đó đi gáp chắc mình không dám chở đâu. Đi xa mình không dám chở đâu. Nhưng mà nãy chở chưa đầy được một cây số nữa mà đưa mình 50 ngàn. Trời đất ơi, mình đưa bạn đó đưa mình 100 ngàn. Thực sự là mình không có tiền thối thiệt luôn, tại vì buổi chiều này đi không có mang tiền. Mà bây giờ mình nói thiệt là không có tiền thôi, mà chắc bạn đó nghĩ không biết sao nữa ha. Thật là lạ. Giờ là 2 giờ sáng rồi mà như thế này đây. Thì hôm nay là một cái vlog gáp buổi tối đầu tiên của mình. Thật ra mình chỉ để app rồi mình chạy về thôi, nhưng mà ai có thì mình sẽ đi mà rồi. Nhưng mà kiểu thử xem rồi buổi tối có ai đi gáp hay không. Nhưng mà tối thì vẫn có người đi gáp, và chẳng những đi gáp mà còn cho mình gửi mình hẳn 50 ngàn mà đoạn đường chưa đầy một cây số, thì thật sự khá bất ngờ về việc đó. Ok, thì hôm nay mình cũng chia sẻ một số điều mà mình muốn tâm sự mỏng một chút về việc đó. Thì những vlog sau hẹn mấy ông ở những cái vlog sau. Hôm nay rảnh thì mới đi quay. Ok, hẹn mấy ông ở những cái vlog sau nha. Trời ơi, tối không có đèn đỏ luôn. Wow, đi quay. Về nhà rồi. Nên là bye mấy ông nha.